Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 của sách Trên Trời Sáng Tạo. Các bạn mở sách trang 62. Kiểm tra câu A trắc nghiệm. Đây là phần thi trắc nghiệm. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng câu số 1. Bây giờ các bạn xem coi là cái câu nào đúng thì các bạn khoanh tròn lại. Chỉ cần khoanh lại thôi, ta gọi là trắc nghiệm đó các bạn. Sáng chủ nhật, mỗi bạn làm việc, làm một việc. Cô đọc lại nha. Sáng chủ nhật, mỗi bạn làm một việc. Người làm lâu nhất là. Câu A, bạn ở hình A. Câu B, bạn ở hình B. Câu C, bạn ở hình C. Đố các bạn ai làm việc lâu nhất. Bây giờ chúng ta cùng xét cái đồng hồ nha. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào hình A. Đây là đồng hồ 8 giờ đúng không các bạn? 8 giờ. 8 giờ. Và đây là đồng hồ mấy giờ các bạn? 10 giờ. Vậy từ 8 giờ tới 10 giờ là mấy tiếng đồng hồ các bạn biết không? Mấy giờ đồng hồ? 8 nè, 9 nè, 10 nè, vậy là 2 tiếng đồng hồ. 2 giờ đồng hồ. Vậy là bạn này làm việc trong 2 tiếng đồng hồ nha các bạn. Rồi, hình B. Mấy giờ đây các bạn? 9 giờ. Và hình này là 10 giờ. Vậy từ 9 giờ tới 10 giờ đúng các bạn? Bạn này bơi trong mấy tiếng đồng hồ đây? 9 là trên giấy nè, 10 nè, 1 tiếng. Vậy các bạn viết số 1. Hình C. Mấy giờ đây các bạn? Kim ngắn nè, chỉ số 7 nè các bạn. Kim dài chỉ số 12. 7 giờ. Các bạn trả lời nhanh hơn cô rồi đấy. Rồi, ở đây là 10 giờ. Các bạn viết số 10 giờ. 10 giờ. Vậy từ 7 giờ tới 10 giờ các bạn đi trong sở thú, đi xem sở thú, xem con vật ở trong sở thú các bạn. Vậy mấy tiếng đồng hồ các bạn? 7 giờ nè, trên giấy này các bạn không đếm nha. Đếm tiếp nè, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, vậy là 3 tiếng. Các bạn viết số 3 vào đây. Vậy suy ra ai làm việc lâu nhất? Số 3 đúng không? Hình C. Vậy câu hỏi là sáng chủ nhật mỗi bạn làm một việc. Người làm lâu nhất là bạn ở hình C. Các bạn khoanh tròn lại. Đó là câu trắc nghiệm đó các bạn. Trắc nghiệm là mình sẽ phân tích xong rồi mình tìm ra một cái đáp án cuối cùng đúng. Mình khoanh tròn cái chọn cái đáp án chính xác nhất. Chúng ta qua câu 2. Hình vẽ sau có bao nhiêu cái lon? Đố các bạn có bao nhiêu cái lon nước ngọt ở đây này. Lon nước, lon bia gì cô không biết luôn á. Tại vì cái mác nhãn của nó mờ quá. Rồi câu A 10. Câu B 11. Câu C 21. Đố các bạn đáp án nào chính xác nhất. Các bạn khoanh tròn vào. Bây giờ chúng ta cùng đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy ở trên là 10 là một chục. Vậy ở dưới người ta cũng sắp xếp như nhau. 10 nữa là một chục, nữa là một chục, hai chục. Vậy chúng ta có hai chục là 20 rồi. Và lẽ một cái ở đây là 21 lon. Vậy suy ra đáp án câu C là câu trả lời chính xác. Đó, các bạn thấy chưa? Chứ ai mà đếm được đúng không? Ở cái hàng dưới này nè, nó bị che khuất rồi, các bạn có đếm được không? Không. Các bạn suy ở trên và ra ở dưới, mình sẽ đếm một chục, hai chục. Hai chục là 20. 20 lẻ một cái là 21. 20 với 1 là 21. Các bạn nhớ nha. Chúng ta qua câu 3. Hình vẽ bên có câu A 3 hình tròn và 1 hình tam giác. 3 hình tròn và 1 hình tam giác. 1, 2, 3 hình tròn, 1 hình tam giác. Câu này sai rồi. Các bạn nhớ một cái hình tam giác lớn ẩn ngoài nè. Đó, vậy là sai rồi. Bây giờ các bạn bỏ câu này đi. Câu B 3 hình tròn và 4 hình tam giác. 3 hình tròn thì đúng rồi đấy. 4 hình tam giác, bắt đầu đếm nha. 1 hình trắng ở giữa nè. 2
hình một cái hình to to chà bá luôn á, to nhất nè, nằm ở ngoài nó bị đè lên á, nó bị ba cái hình tròn với màu trắng với lại cái hình tam giác màu trắng đè lên á, các bạn thấy chưa, là hai hình nè, ba hình nè, một cái hình xanh nè, đó cái hình tam giác xanh các bạn thấy không, bốn hình nè, năm hình nè. Ui, câu này sai rồi các bạn. Vậy cuối cùng câu trả lời là câu C, chính xác, ba hình tròn và năm hình tam giác. Chúng ta có một hình tròn nè, hai hình tròn, ba hình tròn. Bây giờ đếm làm sao ra được năm hình tam giác. Một hình tam giác, hai hình tam giác, các bạn thấy chưa, ba hình tam giác, các bạn thấy không, bốn hình tam giác, chú ý cho cô nha. Rồi còn một cái hình tam giác to ở phía ngoài này các bạn thấy chưa, nó bị đè lên đấy, ta gọi là ẩn á. Bốn hình tam giác, hình ngoài là năm, vậy đáp án cuối cùng là năm hình tam giác. Khó là khó ở cái chỗ hình tam giác đó. Bạn nào chưa hiểu cách đếm hình ẩn nha thì các bạn tua video lại và cô có ghi chú rất rõ rất kỹ cho các bạn. Chúng ta qua phần B, tự luận. Tự luận tức là mình phải tính toán với các bạn ha. Câu số 1, đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Câu 1, 95 đọc là 95 hay là 95, đố các bạn biết. Số 9 với số 5 thì là 9 và 5 là đúng rồi. Nhưng mà khi nó ráp lại với lại số tròn trục á thì ta sẽ đọc là 95. Câu này đúng và câu này sai. Tiếp theo, 67 viết là 60 này, 7 nè. Đó. Vậy viết là 67. Vậy câu này đúng nè các bạn. Còn cái câu này 607. Ê, sao số to mình chưa học mà mình mới có học cái số 100 thôi à. Vậy cái này nó là số 607, 607 rồi. Vậy câu này sai. 60 là 60 đó các bạn. Đây là hàng chục nè, hàng này hàng đơn vị, hàng chục nè. Đó, chính xác là câu này. Chúng ta qua câu số 2. À, người ta nói mình biết cái gì đây, đúng hay sai vào ô trống ha. Bài toán phép tính này đúng hay sai các bạn? Muốn biết đúng hay sai thì mình phải tính lại cái kết quả ở dưới, cái đáp án ở dưới ha. Đáp số ở dưới đây xem có đúng trùng khớp hay không. Bây giờ đây là phép trừ, 86 trừ 35, 6 đơn vị trừ 5 đơn vị, 6 có 6 mà trừ cho 5 thì bằng 1, đúng à. Rồi 8 có 8 mà trừ cho 3 thì còn 5, vậy câu này là đúng các bạn leader. Rồi 7, 47 trừ 21, 7 đơn vị trừ 1 đơn vị, có 7 mà trừ cho 1 bằng 6 mà sao lại bằng 8 ha. Vậy câu này là sai rồi. Tiếp theo, 52 cộng cho 4, rồi số 4 đứng một mình là hàng đơn vị thì nó phải nằm ngay đây, đúng không? Nó thẳng với số 2 đơn vị. Vậy thì cái câu này đặt phép tính sai, các bạn viết chữ sờ cho cô nha. Rồi 3 đơn vị cộng cho 66, vậy là 3 đơn vị viết thẳng 6 đơn vị là chính xác rồi. Bây giờ chúng ta cộng nha. 3 cộng cho 6 thì bằng 9 à. Vậy là câu này đúng. 6 hạ xuống. Chính xác. Ok, bài tập tiếp theo làm theo các yêu cầu sau. Câu số 3 nối theo mẫu, các bạn phải làm cái phép tính này nè. Các bạn nối vào trong cái ô này nè, nó bằng kết quả bao nhiêu đấy. Bây giờ chúng ta cùng đếm nha. 70 nè, đếm lên một số nè, 71 nè, tới 7 mấy? 72, 73 là tới 74 nè. 75 nè, 76 là tới 77 nè, 78 nè, 79 nè. Bây giờ mình đã làm xong cái hàng ở đây rồi thì tiếp bước tiếp theo chúng ta phải tính kết quả đáp số của nó ra, của các phép tính, những phép tính này ra nè, coi coi là bằng bao nhiêu nè. 54 nè cộng cho 21, bây giờ hàng đơn vị là 4 cộng cho 1 thì bằng 5 nè, 5 nè. Rồi vậy hàng chục là bằng bao nhiêu các bạn? 50 cộng 20 thì bằng mấy? 70. Vậy 75, các bạn nối vào số 75. Được chưa? Rồi tiếp theo, 88 mà trừ cho 14, 8 đơn vị
mà trừ cho 4 đơn vị thì còn lại là 4 đơn vị nè, bạn cái số 4 nè. Vậy cái hàng chục nè, 80 trừ cho 1 chục thì bằng bao nhiêu? Có 80 này các bạn. Trừ cho 1 chục thì còn lại là 70 các bạn, cái số 7. Vậy suy ra cái phép tính này nó là 74. Các bạn thấy số 74 đâu, các bạn nối vào. Rồi các bạn nối cái phép tính này vào cái số 74 nè. Rồi tới cái phép tính ở dưới nè, 56 cộng cho 20. Vậy 56 nè, các bạn tính ra nè, 6 đơn vị cộng cho 0 đơn vị thì vẫn còn 6 nha các bạn, bằng 6 nè. Vậy cái hàng chục thì 50 nè cộng cho 20 thì bằng mấy? 70 nè. Vậy các bạn đi tìm số 76, các bạn nối vào. Các bạn nối vào số 76 nha. Đây. Rồi, cách tính kế bên này các bạn. Số 0 nè cộng cho 78, số nào cộng cho 0 trừ cho 0 thì vẫn là chính nó, 78 viết lại nè. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn đi tìm số 78, các bạn nối vào. Rồi, chúng ta nối vào số 78 đi. Vậy là bài tập đã xong rồi đó các bạn ơi. Rồi, câu số 4. Viết phép tính phù hợp với sơ đồ tách gộp số. Bây giờ sơ đồ tách gộp nè, cái vòng tròn ở đây có hai cái mũi tên nó chĩa vô này các bạn. Đó là số lớn nhất ở đây nè. Và ở bên đây là hai số nhỏ hơn, hai số bé nè. Thì bây giờ chúng ta lấy hai số bé cộng lại với nhau, 30 nè cộng cho 6 là bằng 36 ha. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái phép tính là, bây giờ người ta yêu cầu viết phép tính phù hợp với sơ đồ tách gộp. Vậy chúng ta sẽ viết phép tính là 30 cộng 6 thì bằng bao nhiêu các bạn? 36. Đó, xong một phép tính nè. Rồi phép tính thứ hai thì chúng ta có thể lấy 36 nè là số lớn nhất trừ cho một cái số nhỏ này là 30 nè thì sẽ bằng 6. Rồi phép tính thứ ba nè, các bạn lấy 36 nè. Rồi các bạn trừ cho cái số 6 còn lại số nhỏ nè thì cũng bằng bao nhiêu các bạn? 30. Đó, mình cứ thay đổi vị trí cho nhau thì chúng ta được ba phép tính. Đó, các bạn thấy ba phép tính chưa? Đó gọi là phép tính tách gộp. Theo cái sơ đồ tách gộp nè thì ta được ba cái phép tính khác nhau. Chúng ta qua câu số 5 nè. Đặt tính rồi tính, bây giờ có hai phép tính ở trên, phép trừ và phép cộng nè. Các bạn đặt phép tính ra nhé. Sau đó các bạn tính, còn ai nhớ đặt tính không? 94 nè trừ cho 32, các bạn viết dấu trừ qua rồi các bạn gạch. 94 trừ cho 32 đố các bạn bằng bao nhiêu nha. Bây giờ chúng ta trừ hàng đơn vị trước rồi chúng ta trừ hàng chục sau nhé. 4 trừ 2 trừ cho 2 thì còn 2, các bạn viết số 2 vào đây. Rồi bây giờ qua hàng chục nè. 9, chúng ta có 9 mà trừ cho 3 thì còn lại 6, các bạn viết 6 vào đây. Nhớ viết thẳng hàng cho cô nha. Rồi bên đây 5 đứng một mình là 5 đơn vị thì các bạn phải viết thẳng cái hàng đơn vị nha. Rồi 5 cộng 2, 5 cộng 2 bằng 7, các bạn viết 7 vào đây. Rồi ở trên đây không, hàng chục số 5 không có số nào hết, số 5 ở dưới có 50 thì vẫn bằng 50, các bạn viết lại 50 ở dưới đây. Vậy là bài tập đã xong rồi đó các bạn. Ok, vậy là các bạn đã làm xong hai trang tiếp theo 62 và 63. Các bạn cố gắng tính nhanh dùm cô nha, luyện tính nhiều lên. Bạn nào còn tính chậm á thì các bạn nói ba mẹ mình mua thêm cái cuốn sách tăng cường lên, làm bài tập nhiều lên, sách bổ trợ thêm, hoặc là ba mẹ cho mình thêm bài tập, ông bà cho thêm bài tập ha, để mình làm cho nhanh lên ha. Bữa sau, đợt sau mà mình có gặp cái bài này, bài kiểm tra hay bài thi á, các bạn làm rất là nhanh. Và đừng có quên là tính toán cẩn thận cho cô. Bạn nào mà chưa tính nhẩm nhanh được thì phải xòe tay ra đếm với cô đó. 4 trừ 2 thì bằng 2. Như vậy nó sẽ không nhầm. Các bạn nhớ chỉ tay vô chữ nào đọc chữ đó, chỉ tay vô số nào đọc số đó thì chắc chắn không bị nhầm nha. Rồi cô chúc các bạn học giỏi nha.